mày ăn cái gì mà lặng thế? Mày đang gì? Ăn suốt ngày béo ú lên. Mày vận động cho đỡ béo đi. Thế mày vác đi. Thôi béo mày vác đi xong về ông đại ca khác thưởng cho mày. Bắt được người yêu của thằng Vũ. Tốt, anh sẽ thưởng cho mày. Đại ca thưởng luôn cho em đi. Được, sau anh sẽ thưởng cho mày. Giờ mày trói nó vào kia cho anh. Và bật điện thoại quay video cho anh nói chuyện với thằng Vũ. Đi. Mày phải đi một mình đến đây đúng chiều ngày mai lúc 4 giờ. Điều kiện mày không được đưa ai đến đây. Mày báo cảnh sát không thì mày sẽ gặp xác người yêu mày. Mày nhớ mắt tao năm xưa mày đâm thủng không? Năm nay tao sẽ nợ máu trả máu. Mày hiểu chưa? Mẹ đằng chó này dám bắt người yêu của tao. Khi nào có sơ sẩy gì thì vào cứu tôi. Rõ. Rõ. Ba, anh em đâu hết rồi? Sao còn ba thằng thế này? Bảo đại ca, chúng nó đi đói quá ăn bún ăn phở ở quán nhà ông bà Trung Xuân rồi ạ. Thế thì em đổ bọn nó xuống ạ. Được. Bọn mày đứng ở đây chờ tao.
năm xưa mày chọc thủng mắt tao, năm nay nợ máu phải trả máu, tao sẽ chọc thủng mắt mày và giết người yêu mày vợ mày, để hai đứa mày lên thiên đàng cùng nhau. Dừng tay! Mày được. Anh em giết nó!在这里，在这里等你。